Quý vị thấy cái sự ân quán của mình và các cái khán giả này quý vị thấy nhiều không ạ? Có nhiều người còn hăm dọa lợi tới nhà đó mọi người. Thì tuy nhiên thì hôm nay thì Vân Đen Bay sẽ hóa thù thành bạn, kết thúc mọi cái ân oán ở đây. Mình cũng quá rất là mệt mỏi rồi. Bảo vệ thì Nam không được khen mà còn bị chửi quá thì mình bảo vệ để làm gì? Anh Cabin Lê này nè cũng vậy nè, có một thời gian là anh em cãi lộn rất là dữ dội. Đây là cái khán giả mà không biết là Polit gì không, nào không biết lúc vô kênh tới giờ hễ vô là hù dọa Polit lại à. Mình nói mọi người như vậy, mình tại sao mình phải bán sức khỏe rồi mình bán lại cái danh dự của mình bảo vệ. Nó có 100 euro mà đành đoạn hết của mình, tại vì còn chửi mình, sỉ nhục mình lại nữa, thì quý vị thấy là cái sự cống hiến của mình còn để làm gì, đúng không mọi người? Còn để làm gì? Tại sao mình phải hiềm khích với những khán giả như vậy để người ta hù dọa, người ta quánh mình, là người ta đòi đánh, người ta đòi xuống nhà tới mình để làm gì? Do đó là mình sẽ không có ghi thù kết toán với ai nữa. Còn những ai cảm thấy mình không vừa lòng thì có thể là nhắn tin bỏ lại cái địa chỉ cho mình. Còn mình giờ mình buồn phiền quá, rất là sau cái sự việc mà 100 euro này mình mới nhận ra mình đi ghi thù kết toán với người khác thì mình không có kết quả này tốt cả. Cho dù có kết quả tốt thì người ta cũng hớt hết, ta hút hết, người ta không có chừa mình gì đâu. Có 100 euro mà đành đoạn mà lấy còn đổ thừa quay tiếng ác cho mình nữa thì mình cũng bó tay. Khán giả và các bạn thì cũng bây giờ 4.0 mà cũng phải tự nhận ra nghe vấn đề chứ. Ông Chàng Cao này cũng vậy, vào ông có những lời nói mà không hay và mình nói là có sỉ nhục đưa mà hình mình lên Facebook nữa, mình làm gì mà được cái gì, nó người như vậy đó. Do đó là hôm nay là mình tuyên bố là mình sẽ hóa thù thành bạn, không có thù khích dai nữa. Anh em không hiểu thì nói cho hiểu, đơn giản vậy thôi. Còn những ai đó mà đây hỏi trên thì ngang bộ chủ thay vì thế không đó. Trang Nguyên 7813 7138 cũng vậy, cũng có một thời gian cũng cãi lộn xanh tử lửa. Trang Nguyên này thì hình như là khán giả rất là ấy của anh Tony Phạm, sắp tới thì sẽ không có thù thích gì hết ai hết, tất cả đều làm YouTube mệt. Nói quý vị thấy những cái nick thế này mình chặn hết, rồi cuối cùng thì mình được cái gì? Thì được 100 euro mà cũng ăn đi hành. Mình nghĩ là không phải không có riêng 100 euro đâu, còn nhiều đó, nhưng mà tại người ta không có biết, người ta tưởng là thấy mại mại mà cãi không ra thôi. Vì thấy suốt 2 năm qua mình chặn rất nhiều các khán giả vì những cái lý do trời ơi đất hỡi, và chúng ta lại có những lời nói khiêm khích, thì bây giờ mình sẽ ấy hết, mình sẽ giải thoát hết. Tuy nhiên thì vì vì thả thả hết, do đó có một số khán giả nào xúc phạm mình thì mình sẽ nhốt lại nhé, không phải là mình thả rồi không thả luôn đâu nha. Mình cũng nói với mọi người là mình không có thù oán những người cả, những cái ân oán đó mình sẽ coi như nó trôi như dòng nước sáng rửa mặt, giống như nó trôi theo cái nước rửa mặt đi rồi, mình không ai thù oán ai cả. Thì mình nói mối với mọi người như vậy. Trời xóa bây giờ thí dụ thấy mỏi tay không, thấy mỏi tay không, cái chuồng của mình không phải là giận đơn giản đâu, không phải đơn giản mà khán giả thương mến mà cho mình 100 euro như vậy đâu. Để cho mọi người biết trong một thời gian trong quá khứ mình cũng là song pha rất nhiều, có những cái thành tích, nhưng mà tôi thấy cái sự cống hiến của tôi thì đã được công nhận, nhưng người ta cũng đã hấp phớt hết hết. Mình hay nói với người là mình không sân si á, số tiền mà mạnh thường quân tặng cho mình ít nhiều mình cũng đem làm từ thiện hết. Nói là mọi người nghe như vậy, cho mình 2 triệu thì mình cũng cho người khác, mình cũng không là lấy để bản thân mình. Quý vị cần xác nhận lại thì quý vị có thể là qua Quốc Bảo Vlog và có thể là qua kênh của ông Tốn Trần,
để mà mọi người có thể là xác minh lại mình là người thật việc thật, quá sức chịu đựng mình nó lên tiếng, vẫn còn sức chịu đựng thì mình nghĩ là mình sẽ nhường nhịn thôi. Vì thấy những cái đích như vậy đấy không, mình chặn hết rồi, mỏi tay quá quá trời mỏi tay người, thấy không, mình đã ghi thù kết toán với biết bao nhiêu người như vậy. Người ta đâu có nghĩ mình là cái người mà bảo vệ thiền am đâu, người ta nghĩ mình là cái người mà đâm bị thóc thọc bị gạo, người mà lấy cái sai thành cái đúng, là bất bảo vệ bất chấp. Người ta đâu có nghĩ là mình có một thời gian nào đó mình đã cũng xông pha để ra tiếng nói rất là mạnh cho thiền am, mình được mọi người thương mến. Mà khi mình được mọi người thương mến thì người ta lại ghét, không hiểu nổi, người ta lại ghét, người ta nói xấu, trời tao thấy ghét mày quá, bây giờ người ta nói chân thành người ta ghét mình quá, vì thấy không, có ai ăn ăn tức ở với ai. Vì thấy là xóa nãy giờ là biết bao lâu rồi đó, mình biết nhiều đâu không xóa hết được rồi, bởi vì cả nào bao nhiêu kẻ thù của mình, bởi vì thế nên nãy giờ mà mình đi lít một cái là một người kẻ thù đó. Bây giờ thì tôi đi mà bay cũng tuyên bố là quá thù thành bạn, chúng ta không có hiềm khích vì nhau cả, ai hiểu sao mà thì nghe anh thì hiểu, ai muốn ghét làm sao thì ghét. Mình cũng đã hết sức có tiếng nói với thiền am rồi, và mình cũng rất là cảm ơn cô Liên Nguyễn đã nhớ đến mình, cho mình 100 euro, mình nhớ, rất là nhớ mình đó. Chị Liên Nguyễn cũng vậy, vào mắng chửi suốt, mình nói là xúc phạm mình có thể là mình nhốt lại nha, chứ lỡ mai mình bỏ hết thì mình không lẽ bỏ người này ấy người kia thì nó kỳ. Bây giờ quý vị đếm được nhiêu kẻ thù rồi, mình có nhiêu kẻ thù rồi, vì thấy rồi, mỗi mỗi tay quá quá trời mỗi tay. Quá trời mỗi tay mọi người ơi, thôi mình kết thúc video tại đây nha, quá trời mỗi tay rồi, 7 phút mấy rồi, mình xóa 7 phút mấy rồi, chưa xong nữa này mọi người, thấy không, trả mạng cho tao luôn kìa. Ghê chưa. Người ta ở kênh mình thôi chứ người ta đâu có thích mình, đúng không, người ta chỉ thích một người nào đó thôi. Mà thích những cái người như vậy thì tự mình hại mình thôi. Quá trời mỗi tài mọi người, quá trời mỗi tài. Hết chưa đại ca? Đại ca ơi, hết chưa? Nè, Crow River, cái cô đó chắc nhốt lại, thì cô đó đâu có thích mình. Nói như thế nào đi chăng nữa thì nói chung là người ta không thích những người thẳng thắn như mình, đừng vậy thôi. Chính vì không thích đó thì người ta hốt tiền luôn chứ làm sao. Hết chưa? Rồi sao rồi nè, ôi sao mà mỏi tay thế này. Rồi, mình tắt nha, mình tắt để mình nãy vô nhanh nha, vì quay phim như này lâu quá. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn nha. Vì thấy không? Chúng ta bỏ cả tuổi thanh xuân ra để bảo vệ thiền nha. Người ta cho có 100 euro mình hành động lấy thì cũng thêm bo tài. Vậy mà mở miệng ra là tốt. Mở miệng ra là tốt lắm, tốt lắm. Trời ơi, nó tốt lắm. Nó cây này hoàng là cũng vậy đó, thôi mình kết thúc ở đây nha, mệt quá.
luôn.